Vâng, hello em chào tất cả mọi người. Và bây giờ thì bọn em cũng đang lên đường đến nơi mà các sư như là sư Minh Trí, sư Minh Thành, sư Trân Trí, sư Minh Dược và sư Vô Trụ đó đã đêm ngày hôm qua đã ở lại một cái địa chỉ, và sáng nay thì có nghĩa là đã không thấy nữa đấy. Thì bây giờ bọn em sẽ quay lại nơi đó để xem là hiện trường như thế nào, nghĩa là còn xem còn sư nào không nhá. Bởi vì là cũng nghe được là đêm qua là các sư được đưa đi hết rồi đó, nhưng mà bây giờ bọn em vẫn quay lại đó. Bây giờ mọi người thấy này, bọn em vẫn đang di chuyển nhá, đó, quay lại và để cho mọi người biết được rằng là ở đây là còn sư nào ở đó không. Đây, để em quay lại camera đây mọi người đó. Bây giờ thì bọn em vẫn đang di chuyển mọi người nhá, đến cái nơi mà hôm qua là có thầy Minh Trí, Trân Trí đó, là ở trên chỗ đèo Lò Xo đấy. Thì hôm qua thì bọn em cũng có đi ở đó, thì tối đến các thầy đã được về một cái nơi gọi là dưới chân đèo. Và đêm hôm qua thì em cũng nghe được là đã đưa đi về Gia Lai rồi, có về Gia Lai hay không, nhưng mà bây giờ thì thầy Minh Tuệ thì đã ẩn tu rồi ấy mọi người, thì không còn ở cái ngôi cái nơi mà am, có nghĩa là trước đây thầy đã từng tu ấy. Thì bây giờ nghe nói là người nhà cũng không biết là thầy đang ở đâu đó, thì không biết là các thầy Minh Trí, Trân Trí có được đưa về để trong chỗ thầy Minh Tuệ hay không. Bởi vì thầy Minh Tuệ cũng đã nói rằng là thầy cũng đợi mọi người ấy 10 ngày đó, là các thầy Minh Trí, Trân Trí hay là các sư khác ấy sẽ đến đó để gọi là cùng ẩn tu. Nhưng mà đến bây giờ thì chúng ta đã biết rồi đó, là mỗi thầy đi một nơi rồi, không còn biết sư Minh Tuệ đang ở đâu nữa. Còn sư Minh Trí, Trân Trí, sư Minh Thành đó, hay là còn gọi là sư Vô Trụ, Minh Dược đó, thì cũng không biết là bây giờ đang ở đâu nữa. Chỉ biết là đêm ngày hôm qua thì bọn em đã gọi là đã gặp lần cuối cùng là đêm ngày hôm qua là tại chân đèo thôi. Đó, thì bây giờ bọn em cũng sẽ gọi là phải quay lại nơi đó để xem là bây giờ còn có sư ở đó hay không đó mọi người. Nếu mọi người thấy rằng là cái trên cái đường đi này nó cũng còn rất là dài nhá, ở đây bọn em quay lại cũng phải mấy chục cây số cơ. Nhưng bây giờ bọn em vẫn phải tiếp tục đi để xem rằng là còn sư nào sót lại không, hay là các sư đã đi chưa. Đó, để cho mọi người biết nhá. Tình hình bây giờ thì cũng gọi là cũng vẫn căng thẳng. Đó, bọn em cũng phải là di chuyển trong đêm. Đêm ngày hôm qua thì bọn em phải chạy 40 cây số để về bên Ngọc Hồi Kon Tum. Rồi sáng ngày hôm nay thì bọn em đã phải quay lại. Đó, bởi vì cái đường đi mọi người thấy này, đó, cái đường đi cũng rất là dài. Đó, để cho mọi người thấy rằng là bây giờ thì các sư thì cũng đã lên xe rồi. À, ngày hôm qua buổi chiều ấy thì có 8 sư. Đó, có 8 sư thì được 7 sư được đưa lên xe ô tô và nghe nói là được đưa về bên Gia Lai. Nhưng mà em nghĩ là khi mà đến Kon Tum rồi á, biết thông tin là các thầy Minh Tuệ cũng đã ẩn tu rồi, thì chắc có lẽ là không đưa về Gia Lai đâu, nhưng mà sẽ đưa về ai về nhà đó. Bởi vì là bây giờ thì đi ra ngoài đường ấy, đi bộ hành không có được mọi người ạ, nó sẽ không đảm bảo là giao thông đó. Nên là bây giờ thì em vẫn đang trên đường đi này, cho mọi người xem cái cảnh đẹp mà nơi em đi nhá. Đây thì có thể cho mọi người thấy rằng là đây là một cái đường quốc lộ, gọi là đường mòn Hồ Chí Minh đó. Trước mặt mọi người cũng là một cái con đèo, bởi vì để quay lại cái nơi mà đây này, đây là bên Nhịp Sống Lưu nhá. Để hỏi Nhịp Sống Lưu cái anh ơi, bây giờ quay lại cái chỗ mà hôm qua các thầy Trân Trí xa không anh? Tầm 8 cây nữa. 8 cây hả? Thì bây giờ anh em mình chắc phải đồng hành đến đó để xem là còn ai không đây mọi người. Bởi vì là hôm qua cũng có nghe là các sư là tập trung ở đó đúng không? Đúng rồi, từ trong đó tối qua tới mà. À. Đến giờ chưa nói chuyện luôn mà. À vậy là tại vì chiều qua mẹ của sư Trân Trí gọi cho anh, nói là con gặp sư Trân Trí là con hỏi là nếu cho Trân Trí nghe điện thoại thì đưa mẹ cô gọi con nói chuyện với sư Trân Trí xíu, mẹ Trân Trí nhớ cho Trân Trí. À. Anh hứa là khi nào mà anh gặp Trân Trí là anh sẽ trình bày lại Trân Trí, nếu muốn thì em đưa điện thoại gọi cho mẹ cho rồi anh nói chuyện với mẹ. À. Trân Trí bảo là tối rồi, cái đó là mai rồi Trân Trí liên lạc sao. À. Là hôm qua là mẹ của Trân Trí cũng gọi cho anh luôn. Vâng, vậy là bây giờ mình lên đó xem là biết đâu còn sư nào ở đó thì sao anh nhỉ? Không có hả? À, đó. Ủa, không còn hả? Nhưng mà không biết là thầy có cần đi chưa chứ? Vâng, vậy bây giờ anh em quay lại đó xem là còn cái gì ở đó không? Mình biết đâu là còn sư lại ở lại thì sao? Biết đâu sư là bảo là thôi để sư đi về nhà ấy. Đúng rồi, bởi biết đâu bây giờ quay lại gặp thì mình hỗ trợ mình đưa về nhà. Chứ bây giờ là đi trên đường có đi được anh nhỉ?
nguy hiểm ấy, đi trên đường phố rồi là xe không có đông. Vâng. Bây giờ mình ra đường thì tất cả các thứ là các sư đã biết hết á. Đúng rồi, mà họ lại quay phim, đúng không? Nó ảnh hưởng đến các thầy nữa. Thế là bây giờ là anh em cũng phải chạy từ sáng, là anh em phải chạy phải 50 cây đấy nhỉ? Đó, đến chỗ rồi các thầy. Em biết mình điều là trên góc đi bộ. À. Trên đi bộ là đã gặp rồi. Vâng. Cái đèo, đây cái đường đèo là mình chạy từ 30 cây là gặp rồi đó. Đúng rồi. Thế là đi xa, trong vòng mấy tiếng là đi có 40 cây nữa. Đúng rồi, đúng rồi. Bây giờ mình cứ đi quay lại biết, nếu mà biết đâu là biết đâu còn sẵn là đi bộ mình gặp luôn. Còn nếu như mà không gặp được thì... Đó, quay lại cái nơi mà của các thầy mà hôm qua nghỉ ấy mọi người. Chứ bây giờ là anh em cũng vẫn đang đi kiếm này. Anh thì sống lưu. Đó, bọn em thì cũng vẫn đang đi kiếm nhá. Để xem là hôm qua cũng có nghe được là các thầy có bỏ lại cái pin năng lượng ấy. Rồi cái máy mà nghe kinh. Đó, biết đâu rồi các thầy vẫn còn sót lại thì ở đấy thì sao mọi người. Bây giờ là một sư có ở lại á. Có người nhà đón ấy. Thì không có phải ra lai. Thì không biết như thế nào thì bây giờ bọn em cũng gọi là phải chạy đến đó mọi người ạ. Để xem trực tiếp cái hiện trường là ngày hôm qua các sư đã đi về chưa. Đó để cho mọi người sẽ thấy được nhá. Hiện nay á mọi người ạ. Sư Như Ngộ thì bọn em vẫn chưa thấy đâu. Chắc là tí em nên quay lại chỗ sư Chân Trí xem có gặp không. Còn nếu như mà không gặp thì bọn em cũng sẽ quay cho mọi người xem. Rồi là sẽ quay lại tìm sư Như Ngộ. Chứ bây giờ không biết ở đâu nữa mà kiếm mọi người ạ. Đây. Cái con đường mà mọi người thấy rằng là tất cả anh em thì bây giờ thì cũng vẫn đang di chuyển để đến cái nơi mà của Thầy Dân Trí ngày nghỉ ngày hôm qua. Đó, không biết là bây giờ đã đi chưa? Thấy bảo là hôm qua đêm hôm qua đi à? Không biết nữa, nghe mấy con chú cháu này là đi được nghỉ mấy giờ. À, là đi khuya qua. Đi khuya ngày hôm qua. Mấy giờ thôi. Vâng. Mấy giờ thôi. À. Nghe người dân nói là đi đêm qua mọi người ạ, không biết mấy giờ. Đây, con đường rất là xa mọi người nhá. Từ đây lên đó là bọn em chạy mấy chục cây số để đến cái nơi của sư Chân Trí với sư Minh Trí mọi người. Rất nhiều người cũng có hỏi em là sư Minh Trí, sư Chân Trí lên xe chưa? Rồi là bây giờ đang ở đâu? Đó thì bọn em bây giờ vẫn phải đang di chuyển mọi người ạ. Phải chạy một con đường mà gọi là cũng xa đấy. Ở đây là toàn là đường đèo đồi núi không mọi người. Đoạn đường hơi xa nha mọi người dám theo dõi nhá. Đó, khi nào đến cái địa chỉ của thầy Minh Trí Chân Trí thì em vẫn sẽ quay cho tất cả mọi người xem. Xem là còn sót lại thầy nào không thì đó là cái tốt. Nghe nói là còn sót lại cái pin mặt trời, năng lượng mặt trời á. Rồi là cũng biết đâu là còn bỏ lại y áo hay là gì đó hay sao mọi người. Hoàn toàn đường đèo đồi núi không ạ. Bọn em đang quay lại chỗ thầy Chân Trí, Minh Trí mọi người nhé. Để xem có thầy đang ở đâu ấy. Khoảng cách bây giờ cũng phải còn tầm độ 20 cây nữa.